Vũ Hà tiết lộ lý do nghỉ chơi với Mr. Đàm mấy năm trời. Nam ca sĩ chia sẻ kỷ niệm vui buồn khi tái ngộ người bạn thân trong game show mới. Trong buổi họp báo ra mắt MV Vì Anh Là Soái Ca, Mr. Đàm trân trọng giới thiệu Vũ Hà là người bạn thân đã gắn bó với anh hơn 20 năm. Hai ca sĩ biết nhau từ thuở Hàn Vi, cùng trải qua nhiều khó khăn trước khi gây dựng được tên tuổi trong lòng khán giả. Vũ Hà vào nghề trước Mr. Đàm, từng đứng ở vị trí cao hơn, dìu dắt đồng nghiệp cùng phát triển. Tuy vậy, anh có thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để lập gia đình, chăm lo cho tổ ấm nên bị Đàm Vĩnh Hưng vượt mặt. Vũ Hà kể khi Mr. Đàm chưa nổi tiếng, anh hay đưa bạn đi diễn cùng mình. Tôi bắt Hưng nói giọng Bắc để giả làm em bà con của tôi. Mặt hai đứa giống nhau nên bầu show nào cũng tin. Lúc đầu lịch hát của tôi kín mít, nhưng khi dắt Hưng theo thử giọng, người ta cắt 3 ngày hát của tôi để nhường cho Hưng. Tôi từng nói đùa là sẽ không bao giờ dắt ai đi hát cùng nữa. Vũ Hà bật cười khi nhớ lại kỷ niệm cũ. Thương nhau là vậy, nhưng cũng có khoảng thời gian vì hiểu lầm nên Vũ Hà và Mr. Đàm giận nhau mấy năm trời. Lúc Hưng ra album đầu tiên có bài Cho Em Một Ngày, Hưng hát giống Thanh Lam như đúc. Tôi nói thẳng, sao giọng mày hay mà mày hát y chang Thanh Lam vậy? Tao ghét nhất là đứa bắt chước. Hưng nghe xong từ ái không nói chuyện với tôi nữa. Đang giận nhau, tôi lại nghe có người nói Hưng tuyên bố không bao giờ song ca với tôi. Tôi bực bội nghĩ thầm, mày không hát với tao thì tao chết chắc. Sau đó vì bận bịu nên chúng tôi cũng ít có dịp gặp nhau. Mãi đến một lần cúng tổ, hát cùng Hưng xong tôi hỏi, mày nói không hát với tao mà. Hưng bất ngờ hỏi lại, tao nói vậy hồi nào? Thế là chúng tôi phát hiện đã bị người khác đâm thọc, dẫn đến hiểu lầm nhau. Tôi và Hưng làm hòa thân nhau như trước, Vũ Hà tâm sự. Nam ca sĩ nói, anh không buồn hay chạnh lòng vì hiện tại tên tuổi không hot bằng bản thân. Mới đây khi được mời tham gia game show Trời Sinh Một Cặp, Vũ Hà bất chấp ngồi ở vị trí thấp hơn ông Hoàng Nhật Việt. Vũ Hà làm huấn luyện viên cùng Dương Triệu Vũ, còn Đàm Vĩnh Hưng là giám khảo. Tôi xác định tham gia chương trình này như một cuộc chơi, cứ làm hết khả năng thôi, không muốn tranh giành với ai. Trong nghệ thuật, trên cơ hay yếu cơ không quan trọng, mà cốt yếu là vị trí của mình trong lòng khán giả. Tôi và Hưng là bạn bè thân thiết, hai đứa ngồi chung một chương trình thì có cảm giác thoải mái như ở nhà vậy. Chúng tôi sẽ sáng tạo đủ trò để mang tới nhiều tiết mục hay cho khán giả, Vũ Hà nói. Vũ Hà tiết lộ, sắp tới anh và Đàm Vĩnh Hưng có kế hoạch làm một dự án chung. Kỷ niệm tình bạn 20 năm, chúng tôi sẽ ra mắt một ca khúc viết riêng cho hai đứa. Vì trước giờ chỉ hát chung sân khấu chứ chưa bao giờ ra sản phẩm chung. Chương trình Trời Sinh Một Cặp với sự tham gia của đôi bạn thân Vũ Hà Đàm Vĩnh Hưng phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ 18 tháng 2. Đêm nào cũng được nam giới rủ đi khách, câu trả lời của Hồ Quang Hiếu khiến đối phương phát ngạn. Nếu biết bạn trai bị nhận lời đề nghị kiếm nhà thế này hàng đêm, bảo anh chắc cũng tá hỏa. Việc các sao nam bị nhắn tin hoặc gọi điện thoại quấy rối tình dục, gà tình hay mời đi khách đã không còn quá xa lạ trong showbiz Việt. Bởi hầu hết những anh chàng trẻ trung đẹp trai đều trong tầm ngắm của những kẻ biến thái, thích quấy rối người khác. Trong trường hợp này, nhiều sao cũng chỉ im đi hoặc tự giải quyết bằng cách chặn số, tránh không cho đối tượng làm phiền mình thêm. Tuy nhiên, chắc chẳng ai như Hồ Quang Hiếu nghĩ ra cách siêu độc để trừng trị kẻ dở hơi này. Mới đây, nam ca sĩ đăng tải status trên trang cá nhân nhờ 500 fan hâm mộ nháy máy hoặc gọi điện chửi thằng này cho em cái. Nguyên nhân là anh chàng bị gọi điện, nhắn tin với lời lẽ khiếm nhã để gạ đi khách. Không hiểu nổi đó là dạng gì mà ăn nói biến thái thật, đêm nào cũng nhắn tin gọi điện hỏi em có đi khách không. Tuy nhiên, việc Hồ Quang Hiếu đưa ra để từ chối lời mời này và lý do tuổi tác, em đã bảo em già rồi sức đâu mà đi. Anh chàng tự nhận có tuổi nên không đủ sức phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn chân thành khuyên người này nên gọi cho hot boy hoặc số cảnh sát. Có muốn thì gọi mấy đứa hot boy hoặc 113, chứ gọi em làm gì, chửi cho một tháng vẫn cứ như không. Mong mọi người tiễn hộ cái vòng này cho em với. Câu trả lời lầy lội, tương tự đúng với tính cách hài hước của Hồ Quang Hiếu khiến fan không thể nhịn được cười. Có lẽ sau dòng status cảnh báo này, kẻ biến thái cũng chả dám gọi điện hay làm phiền anh chàng thêm một lần nào nữa. Choáng khi nghe Hoàng Kiều tiết lộ cho MC truyền hình ở Mỹ về chuyện ấy với Ngọc Trinh. Cứ nói nằm cạnh nhau mà chưa làm gì, nghe Hoàng Kiều kể sung mãn thế này ai cũng chạy mất dép. Trên trang Facebook của Hoàng Kiều mới chia sẻ một clip. Ông được một phóng viên kênh truyền hình của người Việt tại nước ngoài phỏng vấn.
Trong clip, ông Hoàng Kiều chia sẻ ngắn về chuyện tình yêu của mình với Ngọc Trinh, đồng thời mời mọi người tham dự đêm nhạc tri ân của mình và bạn gái. Ngoài ra, ông cũng thay mặt Ngọc Trinh gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả những người bạn yêu mến. Điều đáng chú ý nhất là người đàn ông dẫn chương trình còn tiết lộ một điều rất quan trọng ngay sau khi được gặp gỡ tỷ phú Hoàng Kiều. Đối diện với ông Hoàng Kiều thì chúng ta có thể thấy ông rất vạm vỡ, mặt mày nứt da nứt thịt rất đỏ. Ông còn nói sức khỏe của ông giờ ngon lành và đêm 7 ngày 3 như thường. Theo như chia sẻ của phóng viên này, thì ngoài đời ông Hoàng Kiều nhìn rất khỏe mạnh, vạm vỡ, ngoài ra tình hình sức khỏe rất sung mãn. Câu nói đêm 7 ngày 3 trước kia thường dùng để chỉ việc ăn uống điều độ, đêm ngủ 7 tiếng ngày ăn 3 bữa. Tuy nhiên, hiện tại thì cụm từ này phổ biến trong cách nói về chuyện ấy của các cặp vợ chồng. Như vậy, dù có được hiểu theo cách nào thì đều có thể thấy tỷ phú Hoàng Kiều là một người sinh hoạt điều độ, khoa học, sức khỏe rất tốt, có thể yêu chiều bạn gái như bao trai trẻ khác. Hoàng Kiều từng phát biểu nằm cạnh Ngọc Trinh mà không làm gì, nhưng khi nghe đến chuyện đêm 7 ngày 3, chắc nhiều người sẽ rất hốt hoảng. Cặp đôi là tình tứ ở bất cứ nơi đâu, hai người có những khoảnh khắc xì tin chẳng kém các cặp đôi trẻ khác. Sau khi công khai tình yêu với tỷ phú Hoàng Kiều, giàu nhất thế giới, Ngọc Trinh đã hot lại càng hot thêm. Cường Seven gặp tai nạn khi đóng phim của Victor Vũ. Chàng ca sĩ bị chấn thương, mẻ xương phải nhập viện sau một cảnh quay nguy hiểm. Cường Seven đóng cặp cùng Nhã Phương trong phim điện ảnh Lôi Báo, bé A Bồ chuyển chiều hóa thân con trai của hai diễn viên chính. Nhân vật của Cường Seven được xây dựng như một người hùng. Trong 2 tháng rong ruổi cùng đoàn phim, nam ca sĩ ép mình vào lịch làm việc khắc nghiệt, quay nhiều cảnh khó khăn như chạy trên mái nhà, nhảy qua giàn xe, đánh nhau dưới nước. Anh tự thực hiện hầu hết các pha hành động nguy hiểm, không cần cascader hỗ trợ. Trong một cảnh quay khó, Cường Seven gặp tai nạn ở chân, bị mẻ xương phải nhập viện. Các đồng nghiệp chung đoàn phim sơ cứu cho Cường Seven trên đoàn phim. Chấn thương nặng nhưng anh vẫn xin quay lại đoàn phim khi chân chưa lành hẳn, Cường Seven dồn hết tâm huyết cho vai diễn này. Thời tiết giá lạnh trong mùa đông Đà Lạt khiến các diễn viên và ekip làm phim Lôi Báo gặp nhiều khó khăn. Tất cả nỗ lực hết mình để làm nên một tác phẩm điện ảnh ấn tượng. Victor Vũ chỉ đạo diễn xuất trên phim trường. Anh tiết lộ Lôi Báo mang đề tài về người anh hùng nhưng không giống hình tượng trong các phim Hollywood mà là người hùng thuần Việt, đại diện cho những con người thầm lặng, dám đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ người khác. Phát quà cho bà con, Thủy Tiên lại bị nhắc nhở vì lời ăn tiếng nói. Về quê ông xã Công Vinh tặng quà Tết, nhưng một lần nữa bà xã Công Vinh lại bị góp ý vì cách dùng từ. Có thể thấy lần nào làm từ thiện, Thủy Tiên cũng bị ném đá. Trong đợt làm từ thiện vài tháng trước, nữ ca sĩ ủng hộ 250 triệu xuống tận nơi trao quà trong đồng bào miền Trung, nhưng cô vẫn bị chê mặt lạnh lùng, đưa quà như bố thí, thiếu thiện cảm khiến nhiều người nghĩ rằng cô nàng không có số làm từ thiện. Trước đó, trong lần xây cầu từ thiện cho trẻ em nghèo đến trường được thuận tiện hơn ở Tân Thạnh, Kiên Giang, vợ chồng Công Vinh cũng nhận được không ít lời chê trách. Nhiều người cho rằng cây cầu không được chắc chắn, nhìn như tạm bợ vì lan can nhỏ và thưa, mặt cầu đổ bê tông trơ đá khiến Thủy Tiên phải mệt mỏi lên tiếng giải thích. Mới đây, Thủy Tiên hào hứng khoe niềm vui làm việc thiện của hai vợ chồng. Cuối năm tranh thủ về quê chồng phát gạo, dầu ăn, đường, bột nêm và tiền cho bà con ăn Tết. Điểm thứ hai Nghệ An, điểm đầu ở Hà Tĩnh. Hai vợ chồng tới tận nơi trao quà Tết cho từng hộ nghèo, các cụ già neo đơn và các học sinh nghèo học giỏi. Nhưng cũng ngay sau chia sẻ này, có người lại vào góp ý về cách dùng từ của nữ ca sĩ. Tài khoản này cho rằng dùng từ phát là không hợp lý. Đáp lại người hâm mộ, vợ Công Vinh cũng trả lời thẳng thắn. Quê chị mọi người hay gọi là phát quà, phát gạo cho bà con, vậy phải nói thế nào giờ mới đúng hả em? Ngoài những lời khen, Thủy Tiên bị fan nhắc nhở về cách sử dụng câu chữ. Dàn xế khủng khiến nhiều người choáng váng trong đám cưới Hoa hậu Thu Ngân. Tối qua 17 tháng 1, đám cưới Hoa hậu Thu Ngân được tổ chức tại Hà Nội. Ngoài nhân vật chính của buổi lễ thì dàn xe siêu khủng cũng được nhiều người quan tâm.
Sau lễ ăn hỏi, tiệc cưới chính thức của Hoa hậu Thu Ngân và chồng đại gia Doãn Văn Phương vào chiều tối 17 tháng 1. Được biết, cặp đôi mời hơn 1.000 khách mời đến chung vui. Ngày trọng đại của Hoa hậu Thu Ngân được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Trong đám cưới của Hoa hậu Thu Ngân, những người tham dự không khỏi trầm trồ trước dàn siêu xe đắt giá. Có thể điểm danh các tên tuổi lớn như Maybach 62X, hai Rolls Royce, Ferrari California và nhiều thương hiệu xe nổi tiếng thế giới khác. Đây là một trong rất nhiều chiếc xe đắt tiền xuất hiện trong đám cưới Hoa hậu Thu Ngân. Trước đó, tại lễ ăn hỏi ở Hải Phòng, chú rể Văn Phương còn tặng Hoa hậu bản sắc Việt 2016 chiếc xe Rolls Royce. Được biết, chiếc xe này có giá gần 20 tỷ đồng. Qua món quà cưới và dàn xe trên đây có thể thấy được sự giàu có của chồng Thu Ngân và gia đình nhà trai.